Đã từ lâu, hình ảnh những nữ cán bộ y tế ngày đêm ân cần khám chữa bệnh cho người dân đã trở nên gần gũi thân thương. Sự nhiệt tình tâm huyết với công việc của các nữ y bác sĩ, nhân viên điều dưỡng đã đem lại hạnh phúc, nụ cười cho nhiều gia đình người bệnh. Hình ảnh này đã quen thuộc đối với chị Hoàng Thị Điệp cũng như những đồng nghiệp của mình tại khoa tâm thần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Làm việc trong môi trường chăm sóc, chữa trị người bệnh tâm thần, đặc biệt là đối với những cán bộ nữ như chị, thì nhiệm vụ đó còn khó khăn, vất vả và nguy hiểm gấp bội. Nhưng với tình yêu nghề, sự bao dung thương cảm với người bệnh giúp các chị vượt lên tất cả. Khi mà chứng kiến những cái mảnh đời và những cuộc sống, những cái vấn đề mà bệnh nhân mắc phải thì tôi cảm thấy mình có sự đồng cảm với các bệnh nhân và mong muốn giúp đỡ họ nhiều. Tại khoa nội nhi phục hồi chức năng, Bệnh viện phục hồi chức năng Lào Cai, trong 11 cán bộ can thiệp ngôn ngữ thì đa phần là cán bộ nữ. Công việc dạy trẻ tự kỷ luôn phải chịu áp lực rất lớn bởi mỗi đứa trẻ lại có mức độ nặng nhẹ và cách can thiệp khác nhau. Với mỗi cán bộ y tế thì sự đồng cảm, yêu thương gắn với phương pháp điều trị khoa học là liều thuốc hữu hiệu dành cho các bé. Chúng tôi hỗ trợ cho các cháu về ngôn ngữ, nhận thức, cho các cháu về trẻ nhi chậm nói, này, chậm phát triển tâm thần, tự kỷ và bại não. Và ngoài tấm lòng yêu trẻ thì công việc này của chúng tôi thì cần sự kiên trì, nỗ lực để giúp các cháu đạt được hiệu quả tốt. Hầu hết các chị em phụ nữ của ngành y đều phải thường xuyên làm việc với cường độ lao động rất là cao và tham gia trực 24/24 giờ. Công việc thì có rất là nhiều áp lực. Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu ngành, yêu nghề thì những năm qua các chị em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng và khắc phục mọi các khó khăn để tích cực lao động công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc thù ngành y tế là có số lượng lớn cán bộ là nữ, thực hiện lời dạy của bác, người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền. Chính niềm tin vào công việc mình đang làm, sự ủng hộ của gia đình và nhất là sự tin tưởng của người bệnh đã tiếp thêm sức mạnh giúp các nữ cán bộ, nhân viên của ngành y tế vượt qua vất vả, áp lực trong công việc để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.